Ồ, kính thưa các bác, các anh chị em thân mến, trên màn ảnh nhỏ các bạn là cái khu úm và nuôi đà điểu giống. Thì kính thưa quý vị và các bạn, ở đây thì tại quê hương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chúng tôi có được một cái may mắn là nó là cái lôi của cái con giống, con đà điểu ở gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, một trong những đơn vị duy nhất ngoài miền Bắc là cung cấp ra cái giống và trứng con đà điểu. Và đặc biệt ở Ba Vì thì người ta gọi là phố đà điểu, bởi vì là cả một dãy phố có rất nhiều cửa hàng bán các sản phẩm từ thịt, da, trứng và con giống con đà điểu. Thì các bạn có thể thấy trên màn ảnh nhỏ là một cái khu vườn thứ hai của chúng tôi. Anh em chúng tôi đã đi đầu và là một trong những cửa hàng số 1 về cung cấp giống đà điểu con, dao động từ 15 ngày tuổi, 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi. Trên đây là hai bác đến tham quan để mua giống, và hôm nay hai bác cũng quyết định là mua 100 con đà điểu giống. Thì các bạn có thể thấy là đây là bãi cát và cái máng thức ăn vàng vàng trên. Trên hình ảnh các bạn có thể thấy là những con đà điểu này là những con đã được 1 tháng tuổi, thì nó sẽ dao động tầm trên dưới 5 cân, con nhỏ thì cũng phải tầm gần 4 cân và con to thì phải 6 cân. Cái giống đà điểu này thì cũng như bao nhiêu bầy đàn khác thì chúng có cái tập tính là bầy đàn, và những con nào mà to thì chúng sẽ giành giật được thức ăn thì chúng lại càng to. Chính vì vậy sự đồng đều trong một đàn bất đồng đều là cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên đàn này nó cũng khá đồng đều, khá đẹp. Các bạn có thể thấy là các bạn có thể lên tham quan tại địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã tiêm vaccine và đã tiêm những cái kháng thể nhất định rồi. Các bạn cũng không nên mua những cái con giống đà điểu nhỏ quá. Ở cái mức độ là bóc trứng ra được một vài ngày thì cái khả năng thích nghi với môi trường ngoài và khả năng rủi ro sẽ cao. Mặc dù các bạn mua giá rẻ có thể là 1,4 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu, nhưng mà các bạn về là trong số lượng 10 con, 20 con các bạn bị hao hụt đầu con, chết một hai ba con thì tính ra cũng rất là đắt đỏ. Bởi vì những con đà điểu như trên màn hình các bạn đây là giá cũng có thể là ngoài 2 triệu rồi, và những cái con nhỏ hơn thì cũng phải tầm sát nút 2 triệu. Thì quý vị các bạn có thể liên hệ cho mấy anh em chúng tôi tại cơ sở gây giống duy nhất số 1, nhiều và sẵn rất nhiều lứa tuổi, và cái số điện thoại là 01 63 53 05 982. Chúng tôi hứa sẽ phục vụ những cung cấp ra cho các bạn những con giống chất lượng nhất, đảm bảo nhất và uy tín nhất. Thì đây cũng chỉ là một trong những 4 năm cái vườn cơ sở của anh em chúng tôi. Chúng tôi sẽ có những cái hỗ trợ gọi hộ xe vận chuyển hoặc là hỗ trợ về kỹ thuật sau khi các bác, các anh chị em mua cái con đà điểu giống của chúng tôi. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ hỗ trợ cái đầu ra, khi các bạn nuôi trưởng thành chúng tôi sẽ nhập lại để chúng tôi bán thương phẩm. Thì hình thức thì các bạn có thể là gọi điện hoặc đến tận nơi tham quan và nhìn, chúng tôi có thể chuyển đi cấp tỉnh cho các bạn, thì các bạn có thể là chuyển khoản cho chúng tôi theo theo cái số tài khoản 22 10 205 156 681. Tài khoản này là tài khoản của ngân hàng nông nghiệp Agribank chi nhánh Ba Vì, với cái chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Và hình thức thứ hai là các bạn có thể là mua với số lượng ít thì chúng tôi sẽ đóng thùng xốp rất đảm bảo, có quy cách bao tiêu sản phẩm. Các bạn ví dụ như các bạn ở Nghệ An hoặc ở những cái tỉnh lẻ khác, các bạn có thể là tìm lấy cho mình một cái nhà xe đi qua địa phương của các bạn và sẽ lên đến trung tâm thành phố Hà Nội, thì chúng tôi sẽ đóng và giao hàng cũng như giao dịch nhận tiền và trao hàng tại trung tâm thành phố Hà Nội. Đấy là với những số lượng một vài mì con, dưới 10 con.
Còn nếu như các bạn mua nhiều thì khuyến cáo các bạn nên trực tiếp tham quan một chuyến, có thể là đánh ô tô tải theo. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn nên chủ động cái vận phương tiện vận chuyển. Tất nhiên là chúng tôi sẽ hỗ trợ về những cái vấn đề đi trên đường và vấn đề chăm sóc kỹ thuật về sau. Thì một lần nữa, trung tâm nghiên cứu đà điểu của chúng tôi ở trên này là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đơn vị số 1 cung cấp trứng, giống và thịt sản phẩm từ con đà điểu, một trong những con vật nuôi được dấy lên trong những năm gần đây, đặc biệt là ở Hải Dương và ở Ba Vì. Những con giống ở Ba Vì thì thường là cũng yên tâm hơn. Và đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái khuôn viên chúng tôi là đã đổ cát và quây nưới úm, và những đây là một đàn, cũng có thể là có một đàn là đàn em nhỏ hơn nữa. Các bạn mua với số lượng nhiều thì sẽ được giảm giá, và nếu như các bạn tin tưởng thì các bạn có thể là giao dịch qua điện thoại cũng được. Về hình thức thì chúng tôi sẽ cố gắng giữ được cái uy tín và sẽ truyền bá được những cái kinh nghiệm. Cái số điện thoại để các bạn tiện giao dịch là 0163 5305 982. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái kênh của chúng tôi nói về con chim cu gáy và những cái con giống tại địa phương Ba Vì. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Kính thưa các bác, các anh chị em thân mến, trên màn ảnh nhỏ các bạn là cái khu và nuôi đà điểu giống. Thì kính thưa quý vị và các bạn, ở đây thì tại quê hương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chúng tôi có được một cái may mắn là nó là cái lôi của cái con giống con đà điểu ở gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, một trong những đơn vị duy nhất ngoài miền Bắc là cung cấp ra cái giống và trứng con đà điểu. Và đặc biệt ở Ba Vì thì người ta gọi là phố đà điểu, bởi vì là cả một dãy phố có rất nhiều cửa hàng bán các sản phẩm từ thịt, da, trứng và con giống con đà điểu. Thì các bạn có thể thấy trên màn ảnh nhỏ là một cái khu vườn thứ hai của chúng tôi. Anh em chúng tôi đã đi đầu và là một trong những cửa hàng số 1 về cung cấp giống đà điểu con, dao động từ 10 năm ngày tuổi, 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi. Trên đây là hai bác đến tham quan để mua giống, và hôm nay hai bác cũng quyết định là mua 100 con đà điểu giống. Thì các bạn có thể thấy là đây là bãi cát và cái máng thức ăn vàng vàng trên. Trên hình ảnh các bạn có thể thấy là những con đà điểu này là những con đã được 1 tháng tuổi, nó sẽ dao động tầm trên dưới 5 cân, con nhỏ thì cũng phải tầm gần 4 cân và con to thì phải 6 cân. Cái giống đà điểu này cũng như bao nhiêu bầy đàn khác thì chúng có cái tập tính là bầy đàn, và những con nào mà to thì chúng sẽ giành giật được thức ăn thì chúng lại càng to. Chính vì vậy sự đồng đều trong một đàn bất đồng đều là cũng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên đàn này nó cũng khá đồng đều, khá đẹp. Các bạn có thể thấy là các bạn có thể lên tham quan tại địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã tiêm vaccine và đã tiêm những cái kháng thể nhất định rồi. Các bạn cũng không nên mua những cái con giống đà điểu nhỏ quá, ở cái mức độ là bóc trứng ra được một vài ngày thì cái khả năng thích nghi với môi trường ngoài và khả năng rủi ro sẽ cao. Mặc dù các bạn mua giá rẻ có thể là 1,4 triệu, 1,5 triệu, 1,6 triệu, nhưng mà các bạn về là trong số lượng 10 con, 20 con các bạn bị hao hụt đầu con, chết một hai ba con thì tính ra cũng rất là đắt đỏ, bởi vì những con đà điểu như trên màn hình các bạn đây là giá cũng có thể là ngoài 2 triệu rồi, và những cái con nhỏ hơn thì cũng phải tầm sát nút 2 triệu. Thì quý vị các bạn có thể liên hệ cho mấy anh em chúng tôi tại cơ sở gây giống duy nhất số 1
nhiều và sẵn rất nhiều lứa tuổi, và cái số điện thoại là 0163 5305 982. Chúng tôi hứa sẽ phục vụ những cung cấp ra cho các bạn những con giống chất lượng nhất, đảm bảo nhất và uy tín nhất. Thì đây cũng chỉ là một trong những 4 năm cái vườn cơ sở của anh em chúng tôi. Chúng tôi sẽ có những cái hỗ trợ gọi hộ xe vận chuyển hoặc là hỗ trợ về kỹ thuật sau khi và các bác, các anh chị em mua cái con đà điểu giống của chúng tôi. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ hỗ trợ cái đầu ra, khi các bạn nuôi trưởng thành chúng tôi sẽ nhập lại để chúng tôi bán thương phẩm. Thì hình thức thì các bạn có thể là gọi điện hoặc đến tận nơi tham quan và nhìn. Chúng tôi có thể chuyển đi các tỉnh cho các bạn, thì các bạn có thể là chuyển khoản cho chúng tôi theo theo cái số tài khoản là 22 10 205 156 681. Tài khoản này là tài khoản của ngân hàng nông nghiệp Agribank chi nhánh Ba Vì, với cái chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Và hình thức thứ hai là các bạn có thể là mua với số lượng ít thì chúng tôi sẽ đóng thùng xốp rất đảm bảo có quy cách bao tiêu sản phẩm. Các bạn ví dụ như các bạn ở Nghệ An hoặc ở những cái tỉnh lẻ khác, các bạn có thể là tìm đấy cho mình một cái nhà xe đi qua địa phương của các bạn và sẽ nên đến trung tâm thành phố Hà Nội, thì chúng tôi sẽ đóng và giao hàng cũng như giao dịch nhận tiền và trao hàng tại trung tâm thành phố Hà Nội. Đấy là với những số lượng một vài mì con, dưới 10 con. Còn nếu như các bạn mua nhiều thì khuyến cáo các bạn nên trực tiếp tham quan một chuyến, có thể là đánh ô tô tải theo. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn nên chủ động cái vận phương tiện vận chuyển. Tất nhiên là chúng tôi sẽ hỗ trợ về những cái vấn đề đi trên đường và vấn đề chăm sóc kỹ thuật về sau. Thì một lần nữa, trung tâm nghiên cứu đà điểu của chúng tôi ở trên này là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đơn vị số 1 cung cấp trứng, giống và thịt sản phẩm từ con đà điểu, một trong những con vật nuôi được dấy lên trong những năm gần đây, đặc biệt là ở Hải Dương và ở Ba Vì. Những con giống ở Ba Vì thì thường là cũng yên tâm hơn. Và đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái khuôn viên chúng tôi là đã đổ cát và quây nưới úm, và những đây là một đàn, cũng có thể là có một đàn là đàn em nhỏ hơn nữa. Các bạn mua với số lượng nhiều thì sẽ được giảm giá, và nếu như các bạn tin tưởng thì các bạn có thể là giao dịch qua điện thoại cũng được. Về hình thức thì chúng tôi sẽ cố gắng giữ được cái uy tín và sẽ truyền bá được những cái kinh nghiệm. Cái số điện thoại để các bạn tiện giao dịch là 0163 5305 982. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái kênh của chúng tôi nói về con chim cu gáy và những cái con giống tại địa phương Ba Vì. Thân ái chào tạm biệt các bạn.